Ngọc Thơ Thời Báo chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin. Tòa xử như một vụ mua bán trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo thông tin từ AFA ngày 18 tháng 7 phỏng vấn các chuyên gia về vụ chuyến bay giải cứu. Theo đó, các chuyên gia nêu ý kiến rằng phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu vừa qua đã gây ra sự lo ngại về sự nghiêm minh và công bằng của hệ thống tư pháp ở Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên AFA. Theo nhận định của nhiều chuyên gia báo chí, cách thức xử án tạm dừng để chuộc tội bằng tiền đang làm mất đi tính trang trọng và chuyên nghiệp của hệ thống pháp luật trong nước. AFA lấy ví dụ về các trường hợp bị cáo như cựu thư ký của một thứ trưởng Bộ Y tế hay phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Có thể thấy rõ việc gia đình họ nộp tiền khắc phục hậu quả trong khi phiên xử đang diễn ra như một hình thức để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt theo đề nghị của cơ quan kiểm sát. Điều này khiến công chúng tỏ ra hoài nghi về tính công bằng và công lý của quyết định xử án. Ông Lê Văn Sinh, một nhà quan sát thời sự tại Việt Nam từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói với AFA về việc xét xử như sau. Tại sao phải nộp tiền để khắc phục hậu quả, để làm nhẹ tội mà tòa lại phải tạm dừng trong quá trình xử? Vậy sức mạnh của nhà nước nằm ở đâu khi cá nhân có thể biển thủ tiền công quỹ hoặc tiền của các doanh nghiệp, tiền đó cũng là tiền của dân mà đến mức họ phải tự nguyện đóng góp lại tiền mà không có biện pháp để khắc chế, ngăn chặn hoặc tịch thu tài sản của họ. Ông Sinh nói thêm rằng pháp luật phải nghiêm minh mới có thể ngăn chặn tội phạm, nếu pháp luật không nghiêm minh và đối xử nặng tay với một người và nhẹ tay với người khác, điều đó chỉ tạo ra sự rối loạn trong xã hội. Theo ông Sinh, nếu không có các biện pháp cải cách, không thực hiện những bài học từ những quốc gia dân chủ khác, chiến dịch đốt lò như hiện nay sẽ không giải quyết được vấn đề. Trong suốt gần 10 năm từ khi đốt lò bắt đầu, tình trạng tham nhũng không hề giảm mà ngược lại ngày càng trở nên tinh vi và trắng trợn hơn, ông Sinh nói. Nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo đến từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày quan điểm cá nhân với AFA rằng Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra ở đâu khác. Nếu các bị cáo thành tâm nộp tiền khắc phục, thì số tiền này phải được trả lại cho dân. Đó là tiền của dân đã phải trả để được giải cứu, nhưng thực chất là hút máu của họ. Hình ảnh tại phiên tòa xét xử chuyến bay giải cứu. Bình luận về việc truyền thông chính thống ở Việt Nam khen ngợi chính quyền xử vụ án một cách thượng tôn pháp luật, công bằng, nghiêm minh, cũng như hiệu quả của chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, bà Võ Thị Hảo nói với AFA, nếu muốn xử đúng người đúng tội từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất với tất cả những người liên quan đến vụ án này thì mới gọi là nghiêm minh và thượng tôn pháp luật. Quan trọng nhất, các cơ quan quản lý không thể không biết vụ này vì họ có quyền giám sát và theo dõi, đặc biệt với công nghệ thông tin hiện tại, họ có thể có khả năng giám sát và theo dõi Vậy tại sao cho phép mọi việc diễn ra rồi mới đưa ra công luận, điều tra và xét xử? Điều này không thể gọi là thượng tôn pháp luật." Bà Hảo cũng nói thêm rằng, hai cựu phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam nếu liên quan và nhận tiền hối lộ trong vụ này thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Tuy nhiên, những người như Bộ trưởng Công an và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người đã khen ngợi công ty Việt Á và có liên quan đến những hành động này tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu trách nhiệm. Theo bà Hảo, nếu ông Trọng có lòng tự trọng, ông nên từ chức vì đã để xảy ra những vụ tham nhũng lớn trong thời gian ông giữ chức vụ. Mặc dù ông đã khích lệ chiến dịch đốt lò, nhưng thực tế cho thấy hệ thống thể chế ngày càng lộ rõ ra những lỗ hỏng dưới thời của ông Tổng Bí Thư Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin tòa xử như một vụ mua bán trong vụ chuyến bay giải cứu. Vụ chuyến bay giải cứu, quan chức, tổng tiền, doanh nghiệp. Ngày 17 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyện trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bài viết có tựa đề Đại án chuyển bày giải cứu, phơi bày điển hình tham nhũng, quan chức, tổng tiền, doanh nghiệp. Theo tác giả, quan chức tống tiền doanh nghiệp là một trong những hình thức tham nhũng điển hình, phản ánh nghịch lý về tăng trưởng kinh tế và tham nhũng tràn lan trong thời kỳ đầu chuyển đổi kinh tế sang thị trường, nhưng vẫn duy trì chế độ đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, hình ảnh bài trên AFA. Tác giả cho rằng bản chất của vụ chuyển bay giải cứu là các bị can cựu công chức đã tham nhũng bằng cách tống tiền các doanh nghiệp để rồi họ cùng nhau tống tiền các nạn nhân Covid-19 Việt Nam bị mắc kẹt ở nhiều nước trên thế giới. Tác giả nhận định đại án này là một hình thức tham nhũng điển hình phản ánh một nghịch lý rằng mặc dù tham nhũng tràn lan nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn được thúc đẩy trong điều kiện chuyển đổi kinh tế sang thị trường, đồng thời duy trì chế độ đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện. Bởi vậy ở loại hình này, chống tham nhũng luôn xuất phát từ mối quan hệ cùng có lợi giữa các chủ doanh nghiệp tham lam và các quan chức công chức suy thoái. Tác giả dẫn ý kiến của bà Doan Duan An, tác giả của cuốn sách Thời đại Hoàng Kim của Trung Quốc, nghịch lý của sự bùng nổ kinh tế và tham nhũng tràn lan, cho rằng tham nhũng bao gồm 4 loại hình, đó là ăn cắp vặt, ăn cắp lớn, tiền bôi trơn và tiền tiếp cận đặc ân chúng là ma túy tác động lên cơ thể chế độ loại thứ nhất và thứ hai hủy hoại cả nền kinh tế và đặc biệt là gây hại cho người nghèo tiền bôi trơn thường để hối lộ những quan chức cấp thấp và cấp trung bình nhằm đổi lấy giấy phép giống như thuốc giảm đau nó giúp giảm bớt rắc rối nhưng lại làm hại cơ thể loại cuối cùng tiền để có đặc ân như là một chất kích thích tăng khả năng thi đấu trong thể thao cho phép doanh nghiệp tiếp cận nhiều cơ hội kinh doanh hơn như giành được những chuyến bay, những dự án công và hệ quả tăng trưởng kinh tế có thể đạt bằng cách tăng đầu tư, trong đó một phần để mua đặc quyền từ quan chức hư hỏng. Sự bất bình đẳng ngày càng một gia tăng khi thuế đánh vào mọi tổ chức xã hội cá nhân và hủy hoại các nguyên tắc thị trường. Hình ảnh một biếm họa về vụ chuyến bay giải cứu. Tác giả phân tích trong vở diễn chuyến bay giải cứu tại phiên tòa, các diễn viên đã phơi bày sự xấu xa của các hành vi đưa và nhận hối lộ khiến loại hình tham nhũng nên gọi là sự tống tiền. Trong đó, các quan chức năm bộ cao ngạo vô liêm sĩ ra giá đặc quyền, trong khi các chủ doanh nghiệp luôn ở thế yếu, xin xỏ, đáng hổ thẹn. Tất cả sắm vai tội để ca ngợi thiên tài của chế độ đảng Cộng sản lãnh đạo thị trường là nó đã tìm ra cách sáng tạo để khai thác tham nhũng vì điều tốt đẹp hơn. Tác giả cuốn sách Thời đại hoàng kim của Trung Quốc đã chỉ ra Trung Quốc không phải là trường hợp ngoại lệ của nghịch lý sự tăng trưởng kinh tế đồng thời với nạn tham nhũng tràn lan trong những giai đoạn đầu tích lũy tư bản. Ngoài Trung Quốc còn có Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Indonesia được cuốn sách đề cập đến các biện pháp ứng xử với hình thức tham nhũng được đề xuất tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia tác giả nhận xét việt nam không là lựa chọn nhưng có thể lấy bức tranh tham nhũng ở trung quốc rồi thu nhỏ lại thêm bớt các gam màu sắc ánh sáng để dùng cho nước nhà đối với tất cả những ai nặng lòng với nước non những vấn đề mở vẫn luôn theo đuổi trong đó phương thức sử dụng quyền lực tuyệt đối để chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình nên áp dụng thế nào cho đảng Cộng sản Việt Nam? Cải cách sẽ tiếp tục ra sao nếu không thể tạo ra lòng thể chế để nhốt quyền lực? Triển vọng chống tham nhũng trong thời gian tới liệu có giúp đảng nhà nước trở nên trong sạch và có năng lực hơn? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin vụ chuyến bay giải cứu, quan chức, tổng tiền doanh nghiệp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo d